Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về khẩu mới bó 1 Edbis cùng với khẩu lục đầu bò băng. Dạo gần đây thì anh em yêu cầu mình làm về khẩu lục đầu bò đi range C4 rất là nhiều. Cùng với một bạn là ngày nào cũng inbox gạ gẫm các kiểu bảo mình làm về khẩu mới 4 Edbis. Vì thế nên mình sẽ gom lại và tương vào một clip cho nó nhanh. Vâng, bạn ấy còn bảo mình là khẩu này nó có tăng sức mạnh, nhưng mình vào bắn 2-3 trận nãy giờ đéo thấy tăng con mẹ gì. Thật là VL. Vâng, số phận tin người nó luôn là hẩm hiu thế đấy anh em ạ. Đấy, cái gì mà ân không mic được. Cái gì đấy, chắc cái gì vậy mà. Vâng, đi chung với nhau, không mic với lại không mic. Cái gì? Mày lao ra này, con lợn này. Cứ đi ra như kiểu là đường của bố mày ý. Vâng, bạn ấy đã nằm xuống. Không, nó không thể nói gì thêm. Vợ đang ngủ, vãi cả nồi. Đấy, thiên nhiên rủ vợ vào bắn à? À, mình nghe tiếng gái này. À, AFK này. Úi dồi ôi. Tuy nhiên, một thanh niên thì AFK, còn một thanh niên thì vừa mới lao ra đã phải nằm xuống rồi. Đen. Một pha double kill cực kỳ là xàm long. Cái gì đấy? Tự nhiên là chắc hơi bị lộn xộn ấy nhỉ. Còn có thằng nào ngoài này chăng? Snip hẻm A. Ok men. Này sờ nít thẻm A này. Úi dồi đấy ơi, hay lắm bạn ấy. Thôi sờ nít làm cái gì nữa cho nó mệt người. Vâng, lao ra solo lục nào. Ơ, mình đắp đây vẫn chết này. Nhưng nó không tính. Ai khẩu M4 này thì nó có giảm tiếng bước chân, nên cái sức mạnh của em nói mình chưa test bao giờ. Mình thấy nó bắn cũng giống mấy khẩu M4 khác mà, có khác gì đâu. Nhưng mà mình thích bắn dòng AK hơn, cái dòng M4 mình không thích nhiều. Đấy, M4 thì sấy nó không được phê ấy. Mình sấy nó không quen anh em ạ. Đấy, cứ sấy dòng AK nó quen rồi. Thanh niên cầm sniper lại nằm xuống. Cái gì đây? À, tiếng chân. Thằng này nhây, được. Ủa ôi, bình tĩnh. Này thì móc lốp này cưng. TMP, đua TMP. Rồi. Làm gì mà căng vậy? Rồi, tự nhiên Clan Apple cầm khẩu đua TMP đẩy lên như đúng rồi ạ. Rồi. Làm gì mà căng? Mày thiếu một tí, thằng này yếu rồi bạn ơi. Thằng này mắc yếu rồi. Bắn bao nhiêu là đạn. Thế mà nó không chết. Thằng này phải còn một âm một máu ấy. Dã man thật. Dã bao nhiêu là đạn của cái khẩu lục đầu bò. Anh em bắn cẩn thận nha, đừng để thua. Chúng ta phải win. Đấy, cái khẩu M4 này thì bắn zombie nó cũng phê. Bắn zombie thì mình lại thích cận chiến bằng M4 cơ. Tại vì nó có cái báng súng rất là dễ cận chiến. Rồi. Rồi. À, snip trong A kìa bạn ấy. Snip trong A. Mày bắn ai? Úi trời ơi. Thiên nhiên lại đứng như trốn không người nữa rồi. Này thì ngó lên cao A này. Vâng, gãy cổ như chơi. Mic à? Cái gì? What the hell? Rồi, bị snip chết. Rồi, cầm lục đầu bò thể hiện. Úi trời. Này thì chết này. Ơ, cái đầu xanh nữa. Đi mới biết thế cầm súng bắn luôn cho nó nhanh. Khắm thế. Vâng, một pha chết xàm long của mình đã dẫn cho mình một đội một trận thua. Thật là VL. Vâng, xàm thế. Cái quả đấy tự dưng chết. Chết vì thể hiện. Tí nhá, dùng cái khẩu lục đầu bò win chưa. Nhưng cái pha đấy phải dùng súng. Đôi lúc bắn range thì xàm xàm nó cũng vui anh em ạ. Nhưng cũng tiếc. Tại vì chết mà chết những quả không đâu ấy. Không đâu vào đâu. Đâu rồi. Rồi hay quá, anh em bắt đầu ép vào khu vực mid rồi. Ép hơi bị ghê. Vâng, bị nằm xuống rất là nhiều. Úi dồi ôi. Cái định mệnh đua TMP mạnh vậy. Vì thế mình cầm lục đồ bò cho nó chắc anh em ạ. Tại vì lục đồ bò nó mạnh. Nó ở dưới, thôi xong rồi. Gái đây anh em.
Ai, 99 rồi em ấy đã nằm xuống rồi. Chát lên cái gì nữa? Hay, một thằng. Tiếp tục nào. À, thì gót hip xàm lờ. Hay lắm bạn này. Kìa, kìa, bóc lốp kiểu gì đấy? Trời ơi, trời ơi là trời. Vâng, bán xàm xàm thế. Anh em bán không chắc tay gì hết. Bắn đồng đội hay lúc gặp team hay thì bắn bắn nó ấy nha em ạ, xàm xàm kiểu gì. Vâng, có lúc gặp gái nên bắn ấy đấy. Thể hiện xem nào. Vâng, hình như là vợ của hip xàm lờ hay sao ấy, bị bệnh. Vợ đang ngủ. Thấy nói rất là giọng rất là bé. Đúng rồi. Sao lại đi vào như là trốn công người nhưng mà mình thấy không trúng một viên ạ. Mệnh hay lắm DM. Bình tĩnh thôi bạn này. Bình tĩnh thôi. À. Mày lao ra này, con lợn này. Thích lao ra không? Vâng. Mình xin phép tương một mả đạn vào mồm nha. A hi hi luôn. Bo nút câu đấy luôn. Cho nó chất. Rồi, chắc mình sẽ đi mic luôn. Vâng, bình thường thì mình sẽ hay đi trên đấy đi xuống cho nó chắc chuyện anh em ạ. Mình rất ít khi đi mid tại vì dễ bị móc cao hẻm A. Vâng, đi vào đây quá sớm cũng là một cái bất lợi. Úi dồi, biết ngay mà, kiểu gì mình nghĩ nghĩ rồi, mình đứng mé bên này rồi vẫn bị snipe này. Mình biết là trong A có, úi dồi bị móc cao hẻm A kìa. Ý cái lời tiên đoán của mình. Mình đã né vào một bên rồi, mình biết rồi. Nhưng vẫn bị snipe. Mệnh hãm thật. Kìa, trong B kìa. Trong B1 kìa. Tuy nhiên không biết à. À đây rồi, tuy nhiên trong B là quân của mình. Rồi. Snipe, sờn hùng kiểu kiểu gì nó cũng cháy bằng khẩu TMP. Vâng. Quá mệnh. Khẩu TMP tầm gần thì nó mạnh lắm. Chỉ đấu ở tầm xa thôi. Tầm xa thì khẩu đấy nó fix đam rồi, bắn rất là yếu. Các bạn nếu mà muốn đấu với TMP thì chỉ có đấu xa thôi. Còn gần thì cứ y rằng là nó mạnh. Tại vì một khẩu là nó không nói nhưng hai khẩu thì nó mạnh chính xác rồi. Ba K8 điểm lấy làm gì nữa? What the fuck? What the fuck? Mình còn chưa lên rank cao thủ luôn anh em ạ. Mình lười cày lắm. Mày lượn vào đây á. Úi trời ơi, sao mấy có mấy thằng nó cứ hay cứ kiểu như là đường của bố mày ý. Vâng, các bạn thấy không ạ? Không nên đi vào mid nhanh đến như thế. Chúng ta đi từ từ thôi, chậm rãi mà tình cảm. Ấn nhầm nút. Sorry, ấn nhầm nút. Dưới nhà nó ấy. What the fuck? Bây giờ đi đâu đây? Bạn ơi, bạn đưa mình đi đi. Mình không biết đi đâu. Ván sau qua bị à mày con lợn này. Úi rồi tiếc thế, pha đấy đáng nhẽ mình cầm lục đầu bò nhỉ. Thôi đã lỡ rồi à, đủ nó chạy rồi, tiếc thế. Cái quả đấy cầm lục đầu bò là nó chết luôn đấy. Mệnh, mình nghi nghi rồi, kiểu gì cũng có thằng nấp dưới này. Các bạn thấy mình chết chuẩn không ạ? Tuy là mình bắn gà C4 nhưng gà thằng nào cũng từ gà mới lên pro được anh em ạ. Đấy. Bây giờ mình không biết đi đâu luôn. Bây giờ 3 vs 1, không chột cũng què. Ấn nick mới à, mình mới đổi tên bạn này. God 100 mê. Mình nghe tiếng chân trong này. Úi dồi, TMP nữa, định mệnh, đùa. Vãi cả hàng. Ôi tôi xong rồi, bị móc nữa. Kinh thế. Vâng, nó F2 mà. 100m, 2 phút 3 phát là sao? 100 mê bạn ấy. Cái hạc này là mình lấy theo kiểu là hạc trị giá hơn 100 mê ấy. 100 triệu ấy. Thì mình sẽ đặt gót 100 mê. Mình sẽ lấy cái tên 100 mê cho nó. Vâng, anh em thấy chuẩn không ạ? Anh em bắn hơi bị xàm lông rồi nhá. Anh em yêu cầu tự tuột quần ra và búng giá 10 cái. Vâng, dưới A có người. Đấy, rồi lên này.
mày lên này con lợn này. Nghĩ gì? Vâng, còn 22 tiết. Sao nhà mày cứ hay chết xả mới nhỏ bị mệnh nữa, chán thế. Không thể hiểu được. Một quả chết cực kỳ là xàm lông. Ô mình không cân được đâu nha. Thôi xong rồi. Vâng, còn bạn này đi đâu, mình đi đâu bạn ấy? Úi xôi, bạn gái. Vâng, còn mỗi bạn ấy với mình thôi. Chả hiểu tại sao mấy thằng kia nó lại chết sớm đến như thế. Đù, cũng đi chậm, bị mệnh TMP kìa. Hay là MDM. Đừng để Sinip giết bạn này. Rồi nó tương bom. Mày tương bom này con lợn này. Ôi nó đang giết người rồi. Thôi xong rồi. Thôi. Mình sẽ kết thúc clip ở đây. Một quả đi C4 cực kỳ mắc xàm đến từ team DT. Ở đây không phải team mình, team của thằng kia. Mình chỉ vào đi ké thôi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Chắc là khuya rồi. Clip này mình làm tận gần 12 giờ, 11 giờ. Em bắn không chắc tay. Thôi bye bye mọi người. Hẹn các bạn, gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Vâng gái tạ thế.